Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Quyên Tơ. Thì uh, như các bạn cũng đã biết đấy, thì cách đây khoảng 5 ngày về trước đó là ngày 13 tháng 12 năm 2018, thì uh, Ntn và Phương Hiếu Dưỡng đã ra video uh, thử thách phá hủy cái sắt uh, cùng một ngày và cùng chung ý tưởng. Thì có rất là nhiều bạn fan của hai bạn uh, cứ đá chéo nhau rằng là Ntn ăn cắp ý tưởng của Phương Hiếu Dưỡng và Phương Hiếu Dưỡng chôn

và mình thấy là hai video này trùng ý tưởng cũng như là nội nội dung cũng như cảnh quay đến 90%. Để được tiền đô la bên trong. Cái cái sao này chúng tôi không biết mã số nha các bạn nhá. Người ta không cho mã số, người ta bắt chúng tôi phải tự phá hủy để lấy tiền bên trong. Đó, viên niề vẫn loay hoay mã số từ nãy không thấy này. Mà không biết mã số làm sao mà, mà mở được. Nhưng mà, mày mày vặn nhiều quá hỏng bố rồi sao ấy. Mày cứ Đó. Thì uh, hai cái uh bạn YouTube này đều là những người làm YouTube rất là nổi tiếng và nói thật ra là khi mà Ntn đăng cái video này lên thì bạn ấy chắc có lẽ là cũng cũng không thể tránh khỏi và bạn ấy đoán trước được được rằng là sẽ có người nói rằng là bạn ấy sẽ trùng ý tưởng với một ai đấy cho nên là bạn ấy đã bình luận bạn ấy đã bình luận ở ngay cái phần 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 uh, bình luận nhận xét này là video đã được thực hiện cách đây một tuần rồi nên các bạn đừng bảo ntn bắt trước ai nhé uh, chỉ là trùng hợp hoặc có lý do đặc biệt nào đó mà ý tưởng của ntn bị trùng với video trên youtube nên đó là lý do mà ntn phải đăng video gấp như thế này để tránh sau này bảo ntn bắt trước video bắt trước youtube uh, bắt trước theo youtube khác uh, các bạn để ý này chỉ là trùng hợp hoặc có lý do đặc biệt hoặc có lý do đặc biệt đây là gì có nghĩa là theo cá nhân của mình thì các bạn nếu như mà các bạn để ý ấy, nếu như các bạn để ý ấy, thì mình thấy rằng là mình mình thấy rằng là hai cái 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 à, hai cái cái kết sắt này mình thấy hao hao rất là giống nhau kiểu dáng rất giống nhau này các bạn thấy không cũng lý do đặc biệt đây cũng có thể là cái kết sắt này à, được một nhà nào đó nhờ hai bạn này bia cho nên là có lý do đặc biệt nào đó mà hai cái cái kết sắt này à, được à, làm mà cùng chung một ý tưởng các bạn hiểu không hiểu ý mình nói không ý là có một nhà có một nhà sản xuất kết sắt này nhờ hai bạn này quảng cáo hộ cho họ cái kết sắt này nên là hai bạn này mới có ý tưởng trùng nhau đó là lý do thứ nhất và lý do thứ hai là hai bạn này ăn cắp lý tưởng của nhau và cái lý do thứ ba nữa là có thể là hai bạn này không ăn cắp ý tưởng của nhau nhưng người ra trước người ra sau ví dụ phương yêu dưỡng có thể là cái ý tưởng của bạn phương yêu dưỡng là trượt lóe trong ví dụ như ngày ngày hôm nay ngày 13 tháng 12 là các bạn ấy đang video này nhưng mà đến ngày nhưng mà đến cái nhưng mà đến ngày đến ngày mai là quay ví dụ như mà nhưng ngày, ngày hôm sau là bạn ấy đã nghĩ ra cái ý tưởng này vào ngày hôm sau bạn thực hiện luôn nhưng còn ntn của chúng ta ấy, thì là bạn ấy đã có ý tưởng trượt lóe cách đây khoảng một tuần và bạn ấy quay luôn từ một tuần trước nhưng mà bạn ấy không có thời gian để đăng lên và ngày hôm nay bạn ấy mới đăng lên vô hình chung là hai bạn này đều vô hình chung là hai bạn này đều đăng video cùng một ngày và cùng chung một uh, nội dung các bạn hiểu ý mình nói không và vô hình chung là khi mà các bạn fan xem thì các bạn nói rằng là NTN và Phương Hiếu Dưỡng ăn cắp video của nhau, ăn cắp nội dung của nhau Đó Thì là các bạn nói rằng là hai bạn ấy ăn cắp ý tưởng của nhau Đấy, hơn tạ tạ tầm tạ thôi chừng là tầm tạ thôi đó thì uh, nói tóm lại là mỗi một bạn có một uh, cái uh, ý tưởng một cái cách để mà các bạn ấy quảng cáo cái các sắt này hoặc là mỗi một bạn có một cái cách khác nhau để có thể uh, làm cho cái clip của mình có cái sức hút nhất định và khi mà mà đăng lên youtube ấy thì uh, có một cái sự tò mò cũng như là một cái sự giải trí đen đan xen lẫn cái việc quảng cáo của hai bạn này uh, nhưng mà theo cá nhân của mình ấy thì mình nghĩ rằng là uh, cái việc mà các bạn ấy cùng chung nội dung ấy cùng chung cái cái ý tưởng như thế này thì cá nhân mình nghĩ là nó sẽ hướng về cái lý do đặc biệt mà từ ntn nói hơn đây các bạn các bạn phải hiểu là chỉ là trùng hợp hoặc có lý do đặc biệt nào đó. Đó, các bạn hiểu ý không? Những bạn nào tinh ấy, những bạn nào tinh ý thì các bạn phải hiểu rằng là hai bạn này có hai bạn này là gì? Đều là những người làm chôn ở trên YouTube. Và thứ hai nữa là hai bạn này đều là những nhân vật nổi tiếng và có lượng xem rất khủng. Chính vì lý do đấy là cái việc mà có một cái hãng nào đó nhờ hai bạn này quảng cáo đó là cái chuyện hết sức bình bình thường đó chính là lý do đặc biệt để có một clip giống nhau giữa phương hữu dưỡng và n n à, frank hd các bạn hiểu ý mình nói không đó cho nên là các bạn nhiều khi các bạn xem các bạn phải tinh ý là như thế cái vấn đề nữa là như thế này à, cái việc mà ntn và phương hữu dưỡng mà có ăn cắp ý tưởng của nhau ấy cái vấn đề đấy là không quan trọng cái quan trọng là các bạn xem các bạn cảm thấy là thỏa mãn các bạn cảm sẽ các bạn xem các bạn cảm thấy vui vẻ giải trí các bạn cảm thấy giảm stress vào xem của hai bạn này các bạn cảm thấy vui vẻ thì các bạn ok không có vấn đề gì cả các bạn xem các bạn đừng có nói là à, ai bán trước của ai mình xem cũng có rất là nhiều bạn ở trong cái phần à, bình luận ấy mình cảm thấy cũng rất là nhiều bạn nói là giống của phương hữu dưỡng này khi mở kênh ntn thì có rất là nhiều bạn à, nói là của Phương Hiếu Dưỡng rồi có nhiều bạn còn nói một câu khác nó hơi mặn hơn một chút đó là nhân danh trộm cảm ơn anh đó có nghĩa là ý có rất là nhiều người nói rằng là có cái nội dung của Ntn là ăn cắp của Phương Hiếu Dưỡng còn ở bên Phương Hiếu Dưỡng thì nói rằng là các bạn ở của fan của Ntn nói rằng là à, à, bắt trước Ntn à, VL đó thì uh, theo cá nhân của mình ấy thì mình cũng vừa chia sẻ với các bạn rồi hai nội dung này trùng hợp uh, ý tưởng với nhau là vì là có một cái, cái lý do đặc biệt nào đó lý do đặc biệt đó là có một cái hãng nào đó muốn uh, hai bạn này quảng cáo và tại sao lại nhờ hai bạn này quảng cáo thì mình cũng đã nói rồi uhm, còn cá nhân của mình ấy thì nói thật với tất cả các bạn rằng là uh, mình uh, chỉ xem thôi mình cảm thấy vui vẻ giải trí là được chứ mình không quan trọng là ai lấy cấp ý tưởng của ai chỉ thế vậy thôi uh, và ok thì ở video lần sau thì mình sẽ nói rõ hơn về con người của ntn à, vì dù sao thì có rất là nhiều bạn hỏi mình và ở clip lần sau mình sẽ làm cái suy nghĩ của mình về bạn ntn như thế nào và sau khi mà xem cái clip này xong thì các bạn đừng quên like share cho cả hai bạn ntn và phương Huyết dưỡng nhá còn đừng quên để lại ý kiến cá nhân dưới mỗi phần video của mình để các bạn có thể là bình luận cũng như là cho mình cái ý kiến để mình có thể cho ra những cái video hay hơn tốt hơn nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xem clip này cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại ở những clip lần sau xin chào